con này là con David. Dạ. Ừ. Con này là Jennifer. Dạ. Vậy em chọn David hay Jennifer? Em chắc em gửi con Jennifer đi anh. Rồi, lên. Dạ. Dạ. Vút vút được. Làm gì vậy? Từ từ anh, tại em vút nó nè, vút ngay cái trán á. Leo lên đi. Bao lẹ luôn. Leo lên. Lên em. Vút vào đầu nó. Như đâu mà sợ như vậy? Ghê lắm nhỉ anh. Vút đi rồi leo lên. À, thương 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 thương. À, giờ giờ thấy chưa hiền không? Cái gì vậy? Nó cắn! Nó cắn anh ơi! Nè! Nó cắn em không thấy hả? Không có đâu, nó hửi đó. Không, nó cắn! Nó hửi. Rồi, ê, vút nó, đừng có làm nó sợ. Khỏe không? Ê! 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 Ôi trời ơi! Ai? Ôi, ôi, không chơi đâu! Ok mà! Phải có người đứng nha, bảo vệ mình nha. Con này đi! Ôi! Con này! Anh có thấy không? Con này nè. Ủa chương trình Tiffany, Tiffany. Tiffany, vút vút đi lên. Em nói thiệt mà. Ok mà, lên đi vút vút đi. Anh mới thấy không? Không có gì hết, đi vút vút cái đầu nè, đừng đứng xa vậy. Đó, đứng ngay cái đầu vút vút nó. Vút vút nó nè, 2, 3, vút nè. Vút đi. Đừng có làm nó sợ, cứ vô bình thường. Ê, hey, khỏe không ngựa? Tiffany, Tiffany. Tiffany. Đó, thấy chưa, nó nghe thấy chưa? Hello, Tiffany. Vút cái đầu nó nè, vút cái trán nó. You know, chân dáng. Sao né lại? Cái này không ổn rồi. Không ổn anh ơi. Cái này không nó ổn. Nó cắn em thiệt, em thề luôn á. Đây. Trời ơi. Trời ơi, có mấy cái cọng kia đừng để ý nha. Cọng này nó liếm á chứ phải. Liếm sao mà đỏ lè vậy? Không có đâu, cái lưỡi nó đỏ mà. Liếm mà bầm thịt. Bây giờ phải có nhờ anh bảy ngựa. Dạ. Anh phụ bảy ngựa. Anh bảy ngựa. Bảy ngựa thiết kế cỡ được không? Được. Được. Lên bảy người. Con nào? Jennifer hay là con David? Con nào nhỏ nhỏ được không anh? Con nào nhỏ nhỏ? Nhỏ nhỏ hả? Chứ con bự sao em cưỡi được? Rồi vậy con này đi. Con này là Tiffany. Con này. Anh Bảy, nhanh anh Bảy ơi. Anh Bảy đâu biết kỳ mà. Anh Bảy chắc không biết gì rồi. Ủa anh phải anh Bảy không? Anh phải anh Bảy không? Nó xây qua sau đuôi nữa đó. Cái này chắc phải cái này ngựa ở đây quá. Nó quen mặt còn một mình lạ quá sợ nó. Ủa? Anh Bảy anh phải ở đây hả? Trời. Thôi anh Bảy ơi. Anh Bảy bị đái cho em cười chết. Anh Bảy bị đái cho em cười chết.